Alo anh em nghe. Xin chào anh em. Hôm nay quý giới thiệu anh em một bộ đột mới về nha anh em. Bộ đột này nó nằm sẵn trên cái khung sắt luôn, nó đóng khung sẵn luôn. Còn mới tin mới về chưa có rửa ráy dọn dẹp gì hết. Nó gắn sẵn cái móc cho mình để mình nâng hạ luôn. Quá đơn giản luôn. Đầu tiên mình thấy là cái bộ đột này là nó máy bơm hai đường dầu anh ha, anh em ha, máy bơm hai đường dầu. Dây điện đâu còn nguyên hết luôn anh em. Đó. Quá tải cộng dây điện luôn. Dây điện này dây này dây của dây thủy lực. Để xem đây. Đây là thông tin motor. Không thấy được số kilowatt anh em ơi. 2.2 kilowatt nha anh em, số nó mờ. 2.2 kilowatt, tức con này 3 ngựa nha anh em. Con này thì motor của hãng Toshiba. Motor này của hãng Toshiba. Điện thế của nó là 3 pha 220, con này thì anh em nếu mình có điện 3 pha 380 thì mình chỉ việc đấu lên thôi. Đấu mà lên motor mình mở ra, mình đấu lên là mình sử dụng được điện 3 pha 380 của mình tại Việt Nam thôi. Đây là cái thước theo dõi mực dầu. Theo dõi dầu. Nó sơn phủ rồi. Sơn nóng bụi nè. Nóng nước sơn. Dường như nó còn đầy đó anh em ơi. Dường như nó còn đầy dầu luôn. Và đây, đây là cái ti để thăm dầu. Đây là ti của thăm dầu đây chắc đâu. Có ti không? Rồi, không thì ra đây là chỗ châm dầu thôi chứ không phải là ti. Có cái ti. Lỡ rồi mình cắm cái thước vô mình đo thử coi mình có gặp dầu không. Đúng anh em ơi, dầu còn đầy anh em ơi. Dầu còn khoảng tới đây đó anh em. Đây, nửa cây nè. Nửa cây nhưng mà cái mực trên nó là đây. Nó nằm khoảng ngang đây. Mực dầu đang đầy bình nha anh em. Vậy là anh em đem về chỉ việc xài thôi. Không quan tâm đến chuyện dầu gì nữa. Giờ chỉ đóng motor lên. Đóng motor lên. À, nhắc lại con motor này là động cơ motor 3 ngựa anh em, 2.2 kW của hãng Toshiba nghe, motor khí có quạt làm mát luôn nè. Có quạt làm mát luôn. Chụp gió. Cái hộp hộp điện. Thì nếu mà nó ra 6 đầu dây chỗ này á là anh em đấu sau là anh em chạy điện 3 pha 380 luôn. Nếu nó ra 6 đầu dây. Nó ra 6 đầu dây mà nó đang đấu tam giác thì anh em đấu sau lại là anh em chạy luôn. Rồi. Cái đầu đột. Đầu đột thì nó hàn cái tay để nó sắt anh em. Chế tay vô đầu đột cái mình bằng sắt thôi. Chứ không có gì hết. Công tắc đồ đầy đủ anh em ơi.
công tắc còn đầy đủ. À, có vẻ là rất là ok đó, con này rất là liền lạc á, dây điện kết nối rồi còn nguyên luôn, chưa có bị đứt bị gì luôn. À, đây đây là cái tủ điều khiển của nó đây, dây điện, dây kết nối đây, dây điều khiển đây. Hình thức con này là còn rất là liền lạc nha anh em. Nó đang có một mũi theo máy. Mũi này là 14 ly. Nó đang gắn cái mũi 14 ly nha anh em. Và con này nó đột chắc cũng phải sắt dày phải 14 đến 16 ly. Ở đây thì có một cái hộp đựng đồ nghề của nó. Có những cái phôi đã bị đột rồi nè. Tao à nha. Đây, đo này cho anh em coi coi, đường kính này. Wow, 25 ly anh em ơi. Đường kính đó 25 ly. Đường kính này là 22 ly rưỡi. Đường kính này là 24 ly rưỡi, gần 25 ly. Miếng này 10 ly. Dày 10 ly. Dày 10 ly mà đường kính nó là 24 ly rưỡi anh em. Chứng tỏ con này đục rất là mạnh. Khả năng đục của nó, đột của nó. À, tại vì motor bơm của nó thường thường quý thấy là hai ngựa là đã đột được 16 ly rồi. Con này là motor tới 3 ngựa. Và liền lạc luôn. Quá đẹp cho, quá chuẩn cho một cái máy nghĩa địa. Đây là một cái máy của nhà xưởng họ bỏ ra đó anh em. Khả năng sử dụng được rất là cao. Đây là một cái máy nhà xưởng họ bỏ ra còn nguyên hiện luôn. Chỉ có dơ thôi. Giờ anh em xịt rửa mới tinh lại. Rồi ok, cảm ơn anh em nha. Anh em có muốn mua con máy này thì liên lạc với Quý số điện thoại cũng như địa chỉ cửa hàng Quý để dưới phần mô tả. Quý xin đọc sơ lược số điện thoại Quý nha. Quý số điện thoại Quý là 0988577662. À, địa chỉ cửa hàng là số 629A, quốc lộ 1A, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, cách trạm thu phí An Sương An Lạc 100m hướng từ miền Tây đi lên, qua trạm thu phí là Quý nằm bên tay phải luôn anh em. Rồi chào tạm biệt, cảm ơn anh em đã xem. Anh em có muốn biết thêm thông tin thì cứ việc alo Quý nha. Số điện thoại Quý để ở phần mô tả anh em. Rồi ok, bye bye anh em.